Khi các bạn muốn tách một chất rắn ra khỏi một dung dịch thì chúng ta thường hay sử dụng phương pháp là lọc theo áp suất thường. Ở đây muốn lọc theo áp suất thường thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng một cái phễu đặt lên trên Erlen. Các bạn tiến hành gấp giấy lọc phù hợp. Ví dụ trường hợp nếu mình muốn lấy chất rắn và loại bỏ phần dung dịch thì chúng ta sẽ gấp giấy lọc làm tư. Còn nếu trường hợp các bạn muốn lấy chất lỏng và bỏ qua chất rắn thì các bạn sẽ gấp giấy lọc theo hình rẽ quạt. Có thể nó là 1/16 hoặc 1/32 tùy. Ví dụ đối với trường hợp chúng ta muốn lấy chất rắn ra khỏi lòng dung dịch sau khi gấp giấy lọc làm 4 thì các bạn sẽ đặt giấy lọc lên trên phễu. Sử dụng nước cất để thấm quanh giấy lọc. Chuyển toàn bộ lượng dung dịch có chứa phần chất rắn vào trong phễu lọc. Tráng vét xe có chứa phần dung dịch lọc và chất rắn bằng dung môi phù hợp và đổ tiếp lên trên giấy lọc. Sau khi quá trình lọc xong thì các bạn sẽ lấy giấy lọc ra khỏi phễu lọc và đưa vào đĩa Petri tùy mục đích sử dụng. Sau đó mà các bạn có thể tiến hành sấy khô chất rắn có trên giấy lọc ở nhiệt độ thường hoặc là tiến hành ở nhiệt độ cao.